Kính chào tất cả các bác nhá. Đây chính là một cái video mà em Hiền tâm đắc nhất trong một năm qua. Và đây chính là cái dòng sản phẩm để tất cả các bác chúng ta mua về đi làm show, làm sự kiện cũng như là các bác xài gia đình trong cái dịp đầu xuân năm mới này. Một trong trong những cái phương án được đánh giá là cao nhất và đẳng cấp nhất trong phân khúc. Và một bộ micro với mức giá mới tầm khoảng 14-15 triệu. Bây giờ em bán cho các bác với giá chỉ có hơn 1 triệu. Em hỏi các bác một câu, các bác có mua không ạ? Vâng, và bây giờ thì em Hiền xin được giới thiệu qua cho các bác một cái thương hiệu đẳng cấp đình đám nhất ở trên thế giới mà trong khoảng thời gian qua các bác rất ít được va chạm, bởi vì dòng này của nó thì rất ít có ở trên thị trường các bác nhá. Dòng này thì em Hiền vừa về được ngày hôm qua. Đấy, đặt hàng 5-6 tháng rồi các bác ạ. Bây giờ thì mới về đến Việt Nam và nó là cái gì đây? Nó có chất lượng không và chất lượng như thế nào? Thì xin mời tất cả anh em chúng ta xem video thật rõ, thật kỹ. Đấy, cố gắng đừng tua qua để biết rằng bộ micro này nó có chất lượng hay không. Các bác mua cũng được, không mua cũng được, nhưng mà chúng ta xem để mở mang tầm mắt các bác nha. Đó, và dòng micro này thì em khẳng định luôn các bác, nếu mà không hay thì cho các bác ném hẳn ra ngoài sân, cho các bác làm cho em Hiền cái video để tặng cho các bác thêm một bộ nữa các bác nha. Và nếu mà không hay, em Hiền xin phép cho các bác quay đầu và tặng cho các bác 10 triệu. Và với bộ micro này, em Hiền khẳng định luôn giá mới của nó tầm khoảng 13 cho đến 14 triệu tiền Việt. Đó, và ở Việt Nam đã có bác nào được sở hữu những bộ micro mà zin đét tay hợp kim đẹp như thế này hay chưa? Và bây giờ thì em Hiền cũng xin được giới thiệu cụ thể. Và trước tiên thì em cũng xin được chân thành cảm ơn những tình cảm rất là sâu sắc của tất cả các bác, các chú, các anh chị trong khoảng thời gian qua đã ủng hộ kênh. Anh em xem video này nếu thấy hay, nhớ cho em Hiền xin một like nha các bác. Tặng một like chỉ mất 3 giây thôi, không mất nhiều thời gian của các bác đâu. Đó, và các bác nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để theo dõi những video tiếp theo. Và bây giờ thì em Hiền xin được giới thiệu đến tất cả anh em một cái thương hiệu đẳng cấp trên thế giới. Nói đến Filex thì một số bác bảo là hàng nào là hàng của Ý, nàng gà hào của Pháp, nào hàng của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha gì đó. Đấy, nhưng mà tất cả các bác là không hiểu và cũng không biết về cái thương hiệu Filex này. Bởi vì đối với Filex, nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và nhà máy của nó được đặt tại Hồng Kông các bác nhá. Thương hiệu khét mù của Mỹ. Và với cái thương hiệu này thì theo Cao Hiền được tìm hiểu thì có một số trang web người ta đang bán hàng sản phẩm này cùng với lại một số sản phẩm cao cấp. Ví dụ như dòng Bose này, Bose mà các bác hay đọc là Bose đó. Dòng Bose này, dòng BV này, dòng JBL này, dòng Harman Kardon này, rồi một số dòng hạng khác thì nó được sánh vai cùng với những dòng micro hàng thương hiệu và đắt tiền. Và Filex thì trước đây cái công nghệ cũng như là cái dây chuyền của nó là được sản xuất tại Mỹ các bác nhá. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà người ta kinh doanh làm ăn ấy, thì cái nhân lực cũng như là cái chi phí kinh tế nó rất là cao. Chính vì vậy cái bộ micro này có thể lên đến tầm khoảng 20 mấy triệu một bộ. Đó, và sau khoảng thời gian cái nhà máy này của nó được chuyển sang Hồng Kông và được chuyển giao công nghệ, được lắp ráp và sản xuất tại Hồng Kông, thì bộ micro này nó có giá dao động tầm khoảng từ 600 cho đến 650 đô, tức là tương đương tầm khoảng 14 cho đến 15 triệu tiền Việt Nam các bác nha. Không hề rẻ một chút nào. Và khẳng định luôn với các bác, bộ micro này nếu như mà các bác mang ra so sánh chất âm, so sánh về hình thức, về so sánh về cái độ hiện đại đấy, thì một bộ micro các bác phải mua với mức giá tầm khoảng trên 10 triệu thì các bác mới so sánh được với bộ micro này. Còn nếu như mà các bác sử dụng những bộ micro hàng chợ, hàng vừa tiền, hàng hãng công ty với giá tầm khoảng 5-7 triệu quay đầu, thì em khẳng định luôn các bác là không bao giờ có cửa đọ với bộ micro này đâu các bác nhá. Đầu tiên thì review cho các bác xem qua về cái mặt này. Mặt thì nó có một cái biểu tượng hình chữ X và nó có hai cái màn hình tinh thể lỏng LCD. Đấy, được kết hợp giữa hai màu. Một là màu chữ màu trắng, hai là nền màu đen. Cực kỳ nổi bật và ánh sáng của nó rất dịu dàng, dễ chịu các bác nhá. Và mặt của nó thì toàn bộ là mặt bằng nhôm phay CNC rất là đẹp. Biểu tượng của chữ siêu nhân, các bác nhìn này, X-Men này. Đấy, tức là biểu tượng của siêu nhân. Và trên cái đầu thu này thì nó có một cái chữ UHF ở đây, Filex này, và với mã là HK100. Thì cái mã HK100 và mã HK100TL này thì trước đây Cao Hiền cũng đã làm rồi. Đấy, nhưng mà rất tiếc là tay chân của nó cũng như là đầu thu của nó là không được đẹp. Và thế hệ của nó thì là chỉ là thế hệ đời thấp thôi, nó chỉ có tự ngắt thôi. Còn đối với cái dòng sản phẩm này thì nó có cả chế độ tự ngắt, có cả chế độ gia tốc, có cả chế độ cảm biến va chạm, cảm biến chống rơi và tiết kiệm pin. Dòng này thì sóng sánh của nó thì khá là ổn định. Tí này em sẽ phân tích về cái sóng sánh cũng như là cái cơ chế hoạt động của bộ micro này cho các bác nghe.
Khi các bác nghe xong thì em đảm bảo các bác là chỉ có gật đầu như bù củi, chứ không bao giờ có một cái cửa nào để cho các bác nghĩ rằng một bộ micro với mức giá rẻ hơn một bộ mic chợ, ít tiền hơn một bộ mic nhái, mà các bác lại cảm nhận thấy là một bộ micro như thế này, nó đẳng cấp như thế này, mà tại sao năm hết tới đến rồi Cao Hiền lại để cho mình với cái giá nó rẻ như thế này. Đây là một cái điều các bác cần phải suy nghĩ và cố gắng đừng thua qua nha. Đó, và đầu thu của nó đẹp lắm các bác ạ. Hiển thị đầy đủ này, thứ nhất là 3 số này, thứ hai là 6 số này. Hiển thị báo pin đầy đủ tất cả các thứ, là nó có một cái hai cái hệ thống đèn mưa cực kỳ là đẹp. Và với cái đầu thu này của nó thì gần như là mặt mũi không một vết xước nào các bác nhá. Thậm chí là tay chân của nó đây các bác này. Tay thì nó là sử dụng là hợp kim titan. Đây các bác ạ, hợp kim titan, và nó tay là thuộc rằng là tay 3 lớp. Đó, lưới của nó cũng là lưới hợp kim, có nhà tay bằng hợp kim. Và ở bên ngoài nó có mạ một lớp titan, chính vì vậy nó đã qua sử dụng rồi mà một tay mic. Đấy, nó còn đẹp và cầm chắc chắn. Một tay này của nó thể tầm khoảng 7-8 lạng các bác nhá. Đấy, nó đầm, nó chắc và cầm cảm giác là bỏ cái đồng tiền bát gạo ra nó rất là sướng, và cảm giác là nó được tôn lên một cái cấp độ nó cao hơn. Và khi mà chúng ta cầm những bộ mic này, chúng ta sử dụng thì thể hiện một con người có tiền, một con người nó sang trọng và một con người hiểu biết về cái tấm vấn đề âm thanh. Đó các bác nhá. Tổng thể và nhìn chung thì các bác có thể cảm nhận thấy đây là cái tay mic nha. Và tất cả con này của nó sử dụng một cái dòng Cornell C8. Cornell C8 cũng như là M8, T8 thì các bác biết rồi. Nếu mà để xét về cái tầm Cornell C8 này thì nó chỉ áp dụng trên những dòng micro hàng đắt tiền. Và cái tay của nó đây các bác nhìn đây này. Trời ơi, nó đẹp, cái tay này của nó là zin 100% các bác nhá. Và em cũng nói luôn các bác là những người mà chơi âm thanh, để mà cầm được những tay zin nó đẹp, nó sạch sẽ như thế này thì em khẳng định luôn các bác là nằm ngủ mơ giữa ban ngày các bác cũng không bao giờ nhìn thấy các bác nhá. Tọ này có đây này, lưới hợp kim này. Và con này của nó là thế hệ đời, toàn là những con đời cao thôi. Đa phần là những đời 2020. Và dòng này của nó là cho ra một chất âm cực kỳ là sướng. Đấy, đủ ba giải bát trung tép, và đặc biệt là những người hát yếu thiếu hơi thì em khẳng định luôn các bác là nó quá là ok. Đây cho bác nhìn cái nội thất của nó này. Trời ơi, con này của nó nếu mà ra tốc tự ngắt đầy đủ tất cả các tính năng hiện đại. Đấy, các bác mua bỏ cái số tiền này ra thì các bác chỉ mua được một bộ mic nhái thôi. Và dòng này của nó thì sản xuất toàn bộ theo cái công nghệ và tiêu chuẩn của Mỹ. Và Cao Hiền cũng xin được đảm bảo cho các bác với cái tên tuổi, với cái thương hiệu cũng như là đẳng cấp của Cao Hiền trên cái đất nước Việt Nam về chuyên về mic, thì bộ micro này nếu như mà em để cho các bác với mức giá tiền rất rẻ thôi, không hay, em xin phép đền tiền cho các bác 10 lần luôn, khẳng định luôn các bác nha. Đấy, dùng thương hiệu, dùng cái tên tuổi và cái đẳng cấp của Cao Hiền đảm bảo luôn cho các bác luôn. Anh em nhìn nhá, tay chân này đẹp quá sang trọng luôn. Đây các bác nhìn thấy nhá, tay chân zin thì bao giờ nó cũng có những điểm xước sát không thể tránh được, khẳng định luôn các bác. Nhưng mà tay của nó, tay hợp kim titan, khẳng định luôn là một từ là hết thuốc các bác nhìn đây. Và bây giờ thì em sẽ quay ra để cho các bác xem qua về cái đầu thu. Nói về cái đầu thu của nó thì các bác còn không còn cái phương án nào để mà nói nữa. Đầu thương kính của nó vẫn còn nguyên seal này, anh em nhìn thấy đâu vẫn còn nguyên giấy ni lông các bác nhá. Anh em có thể nhìn thấy là khi em Hiền bóc kính ra, các bác nhìn thấy đẹp không, con này của nó bên này vẫn còn giấy ni lông này. Đó, mặt của nó không vết xước, đẹp chưa từng thấy. Hai cái màn hình LCD thì nó gần như là nó trải dài rộng khắp cả một cái đầu thu này luôn. Và ở khu vực phía sau đây cho các bác xem nhá, ở khu vực phía sau thì nó đều có giấy khai sinh, tức là nó đều có mã cốt, mã vạch, mà khi mà các bác check ra thì các bác đều nhìn thấy cái con này của nó sơ yếu lý lịch đầy đủ. Đấy, bây giờ nó không in ngày tháng lằng nhằng như ngày xưa nữa. Và con này của nó là thế hệ đời 2020 rồi. Ở khu vực phía sau nó đều có hệ thống com để hỗ trợ cho hú thít, cũng như là hỗ trợ cho cái phần chống nát tiếng. Đây các bác này, hai jack cao đồng và jack 6 ly này. Dòng này anh em đi làm show là và làm sự kiện cũng được. Và đầu thu của nó đây các bác nhá. Ở bên trên này của nó là còn có cả hệ thống giấy khai sinh này. Đây tủ này, đằng trước đằng sau này. Mặt mũi và khung sườn của nó thì đa phần nó rất là đẹp. Và một cái phần các bác quan tâm nhất nó là cái gì đây? Đấy, con này của nó thì anh em nhìn cái ruột gan và cái nội thất của nó thì không cần phải bàn cãi nhá. Con này của nó được sản xuất vào ngày 16 tháng 10 năm 2020. Và dòng này của nó thì sử dụng 8 hộp sóng các bác ạ. Đấy, nó là còn sử dụng 6 hộp sóng chính và 2 hộp sóng AB. Và hiện tại thì với cái công nghệ con này nó sử dụng là hệ thống thu âm, thu phát gốc. Đấy, hệ thống âm thanh thu phát gốc, tức là nó sẽ giảm thiểu về vấn đề là giảm đi cái chất lượng âm thanh qua cái đường truyền tín hiệu ở cái khu vực đường dài. Đấy, tức là khi các bác phát âm thanh ra như thế nào
thì nó sẽ thu về cho các bác âm thanh y hệt như vậy. Đó chính là cái công nghệ âm thanh thu phát gốc mà thằng Mỹ đấy, nó thường thường áp dụng ở trên các dòng, ví dụ như dòng Shure hoặc là dòng Sennheiser của Đức, hoặc một số dòng micro AKG của Hackman, hoặc một số dòng đại đình đám khác. Thì con Filex TL100 hoặc con K100 này, thì HK100 này, nó đều được sử dụng cái công nghệ này rồi. Và công nghệ sóng HB, tức là con này của nó thì có thể đảm bảo cho các bác tầm khoảng từ 30m cho đến 70-80m để anh em đi làm show, làm sự kiện lớn thì không nói, nhưng mà vừa và nhỏ thì đám cưới, đám xin, tiệc tùng, hội nghị đều ok các bác nhá. Và với cái hệ thống AB thì là nó sẽ hỗ trợ cho tất cả các bác khi mà đi làm không ai trúng vào vật cản, thì con sóng A và sóng B nó sẽ tự động nó kích hoạt và nó đẩy cái hệ thống sóng này của nó trở thành hệ thống sóng vòng, tức là nó sẽ tránh được những vật cản này. Chính vậy con micro này sẽ rất ít khi mà bị cản sóng cũng như là bị giật đó. Và với cái công nghệ hệ thống sóng vòng, hệ thống sóng AB và công nghệ giải mã âm thanh thu phát gốc thì nó chỉ có ở trên con micro Filex này, HK100 này thôi. Đấy, Cao Hiền phân tích hơi nhiều về dòng này. Đó thì chất rất mong tất cả các bác chúng ta nghe cho thật kỹ và thấy thật rõ, để chúng ta cảm nhận rằng với số tiền như một bộ mic nhái và các bác mua một bộ mic Mỹ nó đẳng cấp như thế này thì anh em chúng ta có chơi hay không. Đẹp hết chỗ chê các bác nhá. Và bây giờ thì em Hiền cũng nói luôn, đấy, nhắc lại để cho các bác biết bộ micro này, đấy, nó có cả hệ thống va đạp, chống va chạm, đấy, chống rơi, đấy, và hệ thống gia tốc này, tự ngắt này, tiết kiệm pin, con này của nó đầy đủ hết tất cả các tính năng các bác ơi. Phải dùng hai từ là đẹp, đẳng cấp, và con này của nó hệ thống thu phát kể cả các bác hát để ở cái khu vực bên ngoài như thế này các bác nhá, đằng sau camera nhá. Các bác có thấy nghe thấy ở trên loa không ạ? Thu phát phải nói là dùng hai từ đẳng cấp luôn. Alo 67, anh em ai có tai nghe xịn thì phải đeo vào nhá. Các bác ai có tai nghe xịn thì đeo vào để cảm nhận cái chất âm. 67 1 2 2 6. Ôi trời ơi. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 6 7. Đấy các bác này, hệ thống đèn mưa cực kỳ là đẹp. 6 7. Các bác nhá, anh em ai nghe thì có tai nghe xịn thì đeo vào nhá. 6 7 1 2. Tiếng của nó đủ 3 dài các bác nhá. 6 7 1 2. Đây các bác nhá, em giảm bớt echo, bớt effect, các bác nghe thử cái tiếng mộc của nó nhá. Giảm nữa nhá, giảm hết gần hết cỡ nhá. Đây. 6 7 1 2. Alo 1 2 6 6 7 7 8 9 10. 1 2. Đấy, tiếng của nó cực kỳ đẳng cấp, và con này của nó thì nó được tích hợp và tất cả những tính năng hiện đại nhất rồi. Đời thế hệ đời đa phần là 2020. Đấy, tức là ruột gan của con này thì nó dựa trên cái nền tảng và cái công nghệ của Mỹ thì các bác không cần phải bàn cãi về chất lượng nữa. Đấy, không hay em Hiền xin phép đèn tiền luôn. Đấy, cho các bác quay đầu luôn. Và đây là cái cơ hội để dành cho tất cả các bác là những người am hiểu về âm thanh. Đấy, các dân chơi âm thanh, các bác nhìn cái là các bác biết ngay, không cần phải phân tích thêm, đúng không? Đấy. Với bộ micro này thì để tri ân cho tất cả các khách hàng đã đăng ký kênh cũng như là tất cả những anh em đã luôn luôn quan tâm và dõi theo Cao Hiền trong khoảng thời gian qua, thì em sẽ để cho các bác mức giá là tốt nhất có thể. Với những cái dòng này thì đáng ra em phải bán 3 triệu. Đấy, 3 triệu 3 triệu rưỡi, nhưng không bao giờ làm như vậy. Em chỉ để cho các bác với giá chỉ có 1.950.000 bao ship toàn quốc. Và tất cả các bác chúng ta, ai là người nhanh tay hãy sở hữu cho mình một bộ micro đẳng cấp như thế này. Cao Hiền khẳng định luôn, với cái thương hiệu, với cái đẳng cấp và với cái tên tuổi Cao Hiền, bộ micro này không hay, đấy, và không sánh vai được những bộ micro với mức giá tầm khoảng 90 triệu trở lên. Em Hiền xin phép cho quay đầu, không thu của các bác một xu một chinh nào nha. Đó, anh em ai nhanh tay gọi điện thoại qua số điện thoại em sẽ ghim ở trên video. Và cũng rất mong tất cả các bác chúng ta đang xem video nhớ là đăng ký kênh, like video, bật chuông thông báo lên để theo dõi những video mới nhất. 1.950.000, giấc mơ giữa buổi trưa, giấc mơ giữa ban ngày, các bác không bao giờ mua được một bộ micro zin hiện đại, đẹp và chất lượng như thế này các bác nha. Cầm rất đầm, rất chắc. Rồi, anh em chúng ta ai mua thì hãy nhấc máy gọi ngay. Em Hiền xin phép dừng video tại đây và kính chúc đến tất cả các bác chuẩn bị một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống các bác nhá. Xin chào tất cả anh em.